Chào các bạn, rất vui đã quay trở lại với Nguyên Hồng Audio. Hôm nay mình có một điều đặc biệt muốn gửi đến các bạn. Trong video clip này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng âm ly đèn đến từ Mỹ. Trước đây cũng như bạn thắc mắc là tại sao mình không giới thiệu những dòng âm ly đèn và test thử để cùng các bạn nghe và cảm nhận. Thì đa số âm ly đèn mình thì về nó không có nhiều, và những dòng hay thì thường là đó, rất nhiều người đặt rồi. Hôm nay mình có âm ly đèn Fisher 500C, một model cao cấp đến từ Mỹ. Thì cũng hiện thời đang rảnh rỗi thì mình muốn giới thiệu cũng như test cho các bạn nghe chất âm của cái âm ly đèn này. Trước hết xin giới thiệu sơ qua về model Fisher 500T. Thì nói về model Fisher 500T thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn biết một chút về hãng Fisher. Hãng Fisher là một hãng âm thanh nổi tiếng của Mỹ, chủ yếu sản xuất những thiết bị như âm ly, các máy phát nhạc. Hãng cũng ít sản xuất loa, và những âm ly của hãng nổi tiếng như những dòng Fisher 500, 700, 500T, 700T và model những âm ly chạy đèn như 500C mình giới thiệu hôm nay. Thì 500C là một dòng âm ly cao cấp nổi bật vào thời điểm bấy giờ. Nó được ra vào khoảng những năm 70. Nó khá nổi tiếng, nó chuyên trị những dòng loa rất là cao cấp thời điểm bấy giờ, như những dòng loa AR hoặc là những dòng JBL, những dòng loa Mỹ mà được ưa chuộng trên thị trường. Thì hầu như người dùng thường sử dụng âm ly Fisher. Quay trở lại về với chủ đề âm ly Fisher 500C, thì đây là một dòng âm ly có thiết kế rất là đẹp. Thường thì những âm ly Mỹ thời điểm bấy giờ nó thiết kế không đẹp mắt cho lắm. Thì Fisher 500C là một trong những âm ly hiếm hoi mà có thiết kế nhìn rất là tinh tế và đẹp mắt như thế này. Theo cá nhân mình, nó còn đẹp hơn hẳn những âm ly đèn của Nhật. Rồi, bây giờ chúng ta có thể nhìn gần hơn. Đây là logo hình con một con chim gấp một cái trên một cái cành cây chim én, và một cái chữ R Fisher. Đây là logo nổi tiếng của hãng. Rồi mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về các chức năng của âm ly này. Thì âm ly này mình đang bật nguồn lên, tại vì khi mà âm ly này chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta phải bật lên chờ khoảng 1 phút. Thì lúc đó âm ly mới đèn mới nóng lên thì chúng ta mới nghe tốt được. Thậm chí trong vòng 1 phút mà trước 1 phút mà chúng ta muốn nghe thì nhạc nó cũng không phát lên được, tại vì đèn nó chưa nóng lên thì rồi lại nó không đóng. Nó có thể chơi được hai cặp loa speaker 1, speaker 2, speaker 1 cộng 2. Rất là hiếm âm ly đèn vào thời điểm đó mà có thể chơi được cùng lúc hai cặp loa. Đặc biệt nó còn có nút loudness, chức năng radio. Cái nút nguồn cũng là nút volume luôn nha các bạn. Khi chúng ta bật nguồn lên, bật volume lên một tí thì cái nút nguồn nó sẽ kêu một cái thì công tắc nó mở, và sau đó chúng ta vặn lớn nhỏ tùy thích. Đây là bass treble ba lăng, nó có nút loud và hai filter để chúng ta chỉnh các tần số cao thấp. Rồi các cổng vào. Một âm ly mà có tuổi đời hơn 50 năm thì hầu như đa số nó còn thường không còn được đẹp như con này nha các bạn. Fisher 500C này thì rất là đẹp, ngoại trừ có vài dòng chữ nó hơi mờ. Thế mình nghĩ có khả năng là người dùng bên Mỹ người ta lau chùi lâu ngày thì nó cũng sẽ phai đi một ít chữ. Không sao, các chức năng, các nút vẫn còn hiện rất là rõ. Thì âm ly này chạy rất là nhiều bóng đèn. Trong bài giới thiệu sau mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe thử một bản nhạc vàng cùng thưởng thức chất âm của Fisher 500C. Giờ mình đang bật nguồn sẵn rồi. Bây giờ chỉ cần phát nhạc là hát, chứ không cần đợi cho nó đóng rồi lại nữa. Oh,
Thành xong bài test âm ly Fisher 500C, một âm ly đàn khá là cao cấp của Mỹ. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình theo số điện thoại trên nhé. Bấm nút đăng ký để cập nhật sớm nhất những video mà mình ra mỗi ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.